Xin chào 500 anh em thiện lành đã quay trở lại với khám phá của Mít. Bảo bình chính là khí trong nhóm những nguyên tố khí hiếm, trơ và chứa nhiều bí mật chưa được khám phá. Họ nổi tiếng là những dị nhân vì cách suy nghĩ khác người. Thế nhưng có phải chăng bảo bình chỉ là những kẻ lạc loài và lệch sóng với tất cả? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Mít tìm hiểu về cung hoàng đạo thú vị này nhé! Một, bảo bình là ai? Bảo bình tiếng Latin Aquarius là cung chiêm tinh thứ 11 trong hoàng đạo, có nguồn gốc từ chòm sao Bảo Bình nằm phía tây đối với Ma Kết, phía đông nam đối với chòm sao Song Ngư. Theo chiêm tinh học, người ta cho rằng đây là cung nam tính mang tính chủ động, là một trong bộ ba cung khí cùng với Song Tử và Thiên Bình mang tính chất ổn định rõ rệt. Cung Bảo Bình gồm những người có ngày sinh từ 20 tháng 1 đến 18 tháng 2 hàng năm. Họ có trí tưởng tượng phong phú và sở hữu bộ óc sáng tạo tài ba trong 12 cung hoàng đạo. Điều đó giúp họ có cái nhìn toàn diện và bao quát khi mà đứng trước một vấn đề nào đó. Lối tư duy độc đáo, có tài phát minh, sáng chế cùng với tính cách tự tin và mạnh mẽ giúp họ phát huy được khả năng thực sự của bản thân. Biểu tượng cho không khí, sao thổ và sao thiên vương chiếu mệnh nên người Aquarius sống rất thật thà, giàu lòng vị tha, yêu tự do và năng nổ trong mọi hoạt động. 2. Truyền thuyết. Theo truyền thuyết từ thời Ai Cập cổ đại, khi sự sống mới dần bắt đầu trên trái đất, một vị thần có tên là Zeus đã gieo nước xuống trần gian cho loài người và cứu giúp họ duy trì được sự sống của mình. Đây được coi là chúa tể của các vị thần với tên gọi khác là thần mang nước. Để gieo nước xuống trái đất, ông dùng sức mạnh của mình hô mây gọi gió, tạo nên những trận mưa bão lớn nhỏ cung cấp nước cho muôn loài. Sau lần này thì cung Bảo Bình có được tạo hình biểu tượng là một người đàn ông hai tay ôm hai bình nước, và từ đó Bảo Bình trở thành chòm sao biểu tượng cho sự biết ơn của loài người đối với vị thần Zeus này. Tính cách và sự nghiệp của Bảo Bình theo đó cũng có nhiều sự tương đồng với biểu tượng này. Họ cũng là những người sáng tạo và có trí tuệ tài phân tích lý luận hơn người. 3. Những tính cách đặc trưng của Bảo Bình. Ưu điểm: họ là những người có tâm hồn nhạy cảm, có xu hướng sống nội tâm đa sầu đa cảm. Chính vì vậy, những người thuộc cung này rất dễ bị tổn thương mà tự làm tổn thương chính mình. Khi chuyện khó khăn, họ thường có xu hướng tự khép mình và trở nên cô độc. Họ là những người luôn có ước mơ, hoài bão và quyết tâm theo đuổi chúng đến cùng. Những người cung Bảo Bình có lòng thương người vô tận, họ luôn giúp đỡ bất cứ ai khó khăn trong tầm khả năng của mình mà không màng đến quyền lợi của bản thân. Những người này có con mắt rất tinh tường, họ có thể nhìn thấu tâm can của bất cứ ai chỉ thông qua sự quan sát, đánh giá từ một vài hành động cử chỉ nhỏ. Họ không phải là những người phân biệt giai cấp giàu nghèo bởi họ tôn trọng quyền bình đẳng của mỗi người. Nhược điểm: Bảo Bình là một người hướng đến sự hoàn hảo, chính vì vậy họ đặt ra những yêu cầu khá cao cho những người xung quanh. Tính cách của những người thuộc cung này thì khá là hoa trương và thích nhận sự khen ngợi nịnh hót từ người khác, cho dù đó có phải là lời thật lòng hay không. Thay vì nhận sai khi mắc lỗi, họ thường đổ lỗi và chỉ trích cho người khác. Khi nói chuyện, họ chỉ thích kể về những thành tích và sáng kiến của bản thân, không có nhu cầu chia sẻ và lắng nghe người khác. Bảo Bình ghét sự gò bó, ràng buộc trong tất cả các mối quan hệ từ bạn bè cho đến người yêu. Họ luôn hướng đến sự bình đẳng trong cuộc sống bởi quan niệm con người được sinh ra ở cùng một vạch xuất phát. Ai cố gắng hơn thì sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn. Họ là những người khá táo bạo trong cách ăn mặc và lựa chọn trang phục. Họ thích sử dụng những thứ xa xỉ đắt tiền, cho dù là mức thu nhập là bao nhiêu, và họ muốn trở thành người quan trọng, nổi bật và trở thành trung tâm giữa chốn đông người. 4. Cung Bảo Bình trong tình yêu. Bảo Bình rất ít khi rung động với những tình cảm bên ngoài. Họ thường luôn giữ khoảng cách với người khác giới, không muốn quá thân mật. Tình yêu của Bảo Bình thường đến muộn bởi họ coi trọng tình cảm tập thể hơn là cá nhân. Bảo Bình thích mối quan hệ bình thường, tự do hơn là những mối quan hệ gắn bó quá sâu sắc. Họ sẽ không để cuộc sống độc lập tự do của mình bị đe dọa bởi sự xuất hiện của một người nào đó, càng không lãng phí thời gian của mình vào những lo lắng, nghi ngờ, đau khổ. Trong mọi tình huống thì Bảo Bình luôn hành động theo lý trí chứ không phải là nhịp đập của trái tim. Họ ý thức được mình nên làm gì, giúp đỡ ai, tình cảm chỉ là yếu tố đi sau cùng. Những người này cố gắng mang lý tưởng cao đẹp của mình đi truyền bá cho mọi người xung quanh. Họ muốn người khác nhận thức và hướng tới cuộc sống văn minh, tươi đẹp hơn. Bảo Bình sẽ lập gia đình khá là muộn. Họ thường như cảm thấy khó hơn khi mà trở thành những ông bố bà mẹ. Cuộc sống tự do của những người này đã dần kết thúc. Họ phải dành nhiều thời gian của mình để gắn bó với gia đình và nuôi dạy con cái. 5. Con đường công danh sự nghiệp.
Bảo Bình là những người có những ưu điểm về tư duy, luôn là người tiên phong trong những sáng kiến độc đáo và thú vị. Nhờ vào tài năng vượt trội, sự thông minh cùng trí tưởng tượng tốt, Bảo Bình có thể dễ dàng thích ứng với nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, dễ dàng chinh phục bất cứ lĩnh vực nào mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Sẽ có nhiều ý kiến cho rằng Bảo Bình bảo thủ và ngang bướng nên rất khó bàn bạc trao đổi công việc. Bảo Bình vốn dĩ có quan điểm của họ, sống để thỏa mãn bản thân với những gì bản thân đã xây dựng và tin tưởng. Tiền tài và công danh với Bảo Bình quan trọng nhưng không đáng để đánh đổi đam mê và trí tuệ của bản thân. Vì mục tiêu khát vọng lớn nên đôi khi họ hơi cứng nhắc với lập trường của mình, nhưng nếu bạn hiểu thì sẽ cảm thấy tính cách này đôi khi là lợi thế của Bảo Bình. Với những ưu điểm mình có thì Bảo Bình có nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp mình chọn. Họ rất giỏi kiếm tiền nhưng rất khéo léo trong chi tiêu, không hề chi tiêu lãng phí, vung tay quá chán. Họ đủ thông minh để cân bằng giữa những thứ mình cần và số tiền bỏ ra. Tuy nhiên thì công việc của họ rất đầu tư trong những bộ trang phục của mình. Họ sẵn sàng chi một số tiền lớn cho những bộ quần áo đắt tiền, xa xỉ nhằm gây ấn tượng với người khác. Những cô gái thuộc cung Bảo Bình khi bắt đầu sự nghiệp của mình thì sẽ chưa thể tìm được công việc phù hợp và sẽ có nhiều thay đổi. Bạn cần phải lựa chọn những công việc đem lại cho mình sự tự do và thoải mái nhất. Nếu không thì bạn sẽ không thể phát triển được hết tài năng của mình. Nghề nghiệp phù hợp với bạn đó là trở thành người hướng dẫn viên du lịch, diễn viên, tiếp viên hàng không. Với những người đàn ông mà thuộc cung Bảo Bình thì có những sở thích khá là lập dị và khác biệt với mọi người. Họ có thể tự tạo ra công việc cho mình, trở thành nhà nghiên cứu, thám hiểm hay là một thợ kỹ sư. Những công việc đó thì sẽ giúp Bảo Bình thỏa mãn đam mê tìm tòi sáng tạo của mình. Trong mắt đồng nghiệp, bạn là một người hòa đồng nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Họ ngưỡng mộ bạn bởi khả năng làm việc khoa học, sáng tạo và độc lập. Họ cũng đã quen với những cơn nổi giận không lý do của bạn. Điều đó sẽ không khiến cho họ cảm thấy phiền phức bực mình. Bạn thấy ấn tượng với đặc điểm nào nhất của Bảo Bình? Hãy để lại ý kiến bình luận cho Mít biết để xem có bao nhiêu người đang cùng quan điểm với bạn nhé. Và các bạn cũng đừng quên ủng hộ Mít bằng cách nhấn like, subscribe kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!